cái gì vậy, cái gì mới vô mà ơi vậy 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 vậy. Ôi bung dù luôn. Kìa giống như cái lỗ đen của vũ trụ thế nhở? Ý đúng rồi kìa, nó đang hút hết tất cả những cái cái vật khác vô nó kìa. Ấy vô, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và quay. Quên, mình tính kêu và quay trở lại với con game, nhưng thật ra con game này mình mới chơi luôn, đầu năm 2022 luôn. Vera Memory Infinity nha anh em nha. Một con game do một studio, một thành viên làm, đến từ đất nước Tung Cua. Không thể tin được anh em ạ, một người làm, khủng khiếp. Sending Wake your way for backup. Go rendezvous with him. As for that black hole, we don't have enough info. We're counting on your intel. According to satellite intel, General Lin's unit has already landed. Watch out. Game này mình nghe đồn gameplay nó bắn súng chặt chém đã lắm anh em ạ. Có những pha combat rất là đẹp mắt. Thì năm mới mình cũng xin chúc các các bạn nào mà đã theo dõi kênh mình suốt thời gian qua một năm mới an khang thịnh vượng, việc xử lý phát tài phát lộc nha. Năm nay mọi người có được nhiều tiền lì xì không? Mình thì không được, đã những không được mà còn tốn nữa em ạ. Mà yeah. Nhân vật của mình tên là Celia. Okay. Đồ họa đẹp thật anh em ạ, không đùa đâu. Shelia, any anomalies with the black hole? Bay qua. Oh, cái cơ chế bay này giống như con Naruto Van Warfare quá ha. Đỉnh mệnh. Tới công chuyện với mình nè. Ơ thằng nào chơi cho nếp đồ đạn vậy? Mất nết thật sự, định mệnh khốn nạn. Canh vô đầu bắn là nhanh nhất anh em ơi, đỡ thuốc đạn. Đù, đỡ đạn luôn kìa, vãi. Ơ, đỡ cái nó chết luôn kìa. Ui, mình phải công nhận là game đồ họa thật đẹp thật đấy. Ồ, giống như mình chui. Sao mình nhảy nó được hay vậy? Em biết luôn anh em ạ. Sao mình qua được cái pha đó nhỉ? Nát sọ nha. Ấy, thằng quỷ kia. Banh xác nè. Banh xác nè, trời ơi. Ôi, nhân vật mình có những cái skill phải nói là bá cực anh em ạ. Đây nữa này. Ủa anh em thấy ghê không? Mình chém một hồi cái mình bay lên trên cao luôn nè. Bắn cấu thật sự ấy. Hết chưa ta? Shelia, got several hostiles headed your way. Roger. Ôi, boss à. Sao mới vào game mà đã có boss rồi, kinh vậy. Tới công chuyện với mình luôn. Để lêu. Rồi ok. Là đây. Lại đây. Ôi trời, bay hụt rồi. Hụt hả mày. Ôi, nó đỡ rồi. Mày hả bưởi. Nữa hả? À hiểu. Ô liều. Ấy
Sao? Sao bạn ơi? Này thì nhờ với mình này. Này, mục tiêu của mình là trên kia. I can't get a lock on your signal. Wake should be arriving in the vicinity. You're gonna have to rely on him. Understood. I'm currently heading toward the black hole. General Lin has a huge. Mình bấm phím B là để mình thay đổi chế độ bắn nè. Có phóng lựu nữa nè. Được, ngon. Đây. Hợp lý. Okay. Ôi, cái game này mình phải đi lút đạn à. Mình test luôn, test phóng lựu luôn. Ơ kìa, sao không có gì để ăn vậy? Lại đây bưởi. Lại đây một thằng. Đau không? Không được. Nó thủ rồi. Banh sát nha con. Game này nó làm bắn đã thật anh em ạ. Thằng này trâu nè. Châu tao bắn lâu cũng chết rồi con. Thằng quỷ này nè. Má không xi nhê gì nói kìa. Không xi nhê hả mày. Mày châu nữa đi con. Bây giờ mình phải đi lên đó hả? Không được, đi đường này không được anh em ạ. À đây nè. Ôi mình phải đi vòng qua bên đó hả? Quả vậy? À chém vô cái thùng để lượm đồ. Ngon. Cái này mình có thể đi lên tường được. Đúng là với con đồ ti rồi anh em ạ. Đi. Thơm. Gì hả? Ai bắn vậy? Cái đầu xanh rau muống đó. Giờ mình nhảy đến đây hả ta? Ây, chết. À, mình... Trời ơi. Ok. Ôi, thì ra là như vậy. Phê. Trời ơi. Game phê thật em ạ. Tính ra mình mở màn cái con game này ổn quá chứ. Đây. Ôi cái lỗ đen kia nó hút cả máy bay vô luôn kìa. Khủng khiếp vậy. Director Chen, an airliner engulfed in flames just passed overhead. According to the satellite data, that area is experiencing strong electromagnetic interference. Be careful. The village is flooded, and there are high voltage lines still in the water. How do I get to the opposite shore? Ở dưới nước có nguồn điện lớn, có nguồn điện anh em ạ, mình không đi được. Give me a minute while I remotely unlock it. Bây giờ mình phải đu qua bên kia. Ở cái gì vậy? À, giật mình. À, định mở nó làm hết hồn mà, quỷ. Kì. Shelia, there are several enemy ships close. À. Cho mày nổ luôn.
Ủa hả? Ôi bắn rác quá vậy. Súng này nó cũng có đồ giật ghê lắm anh em nha. Mà chết chưa vậy? Tấn công trước là thử sách nè. Ở bên kia có không vậy? Hóa ra là hai chiếc này. Lẹ. Once you've landed, you should be able to see General Lin's vanguard. Cái nhân vật này mà liên tưởng tới một cái phim gì nhỉ? Quay, shotgun được. Trời ơi. Được của nó. Đầu năm đầu tháng nó phải như thế này mà. Director Chen, there are just too many hostiles. No problem. Wake will back you up. Huh? Wake signal flare? Yeah, they'll be focusing on the signal flare. Now is your chance. Roger, I'll take care of this now. Ơi, gì vậy? Rồi, đâu ra vậy? Ok. Đơ luôn, đơ như cái cơ luôn, đơ như cái cơ luôn. Hổ báo với mình này. Mình thu thập cái gì đó để mình nâng cấp skill lên cho súng. Đơ này, đơ này, đơ này. Đơ này, đơ này. Ôi cái gì vậy? Mà sao đông vậy? Một thằng. Hai thằng, ba thằng. Mình chưa quen nút đỡ đây mà. Táp cái đâu chứ. Mình mà chuyển qua nút quy chắc là ổn hơn á. Lại đây, lại đi. Thử coi. Mình thử chém tao coi. Mày chém tao coi. Thôi chứ chém đi anh ơi, chém thử cái... Mày không chém thì mày tới số rồi con. Nút táp là nút đỏ à, nó hơi ngược tay anh em ạ. Shelia, spawn. Director Chen, this is Shelia. Đánh với bọn này xong là mình thở không học rồi. What happened? I ended up in this strange space and was attacked by some kind of ancient soldiers. Ừ, để mình đi rút đạn đã. Are you okay? Mình thu tập một cái ngọc gì đấy để mình nâng cấp skill của mình lên. Lúc y này. Đây. Thằng này đi. Unlock nó đi. Unlock cái nữa. Cái sử dụng là bắm nút B để chuyển đổi chế độ bắn hả? That's a strange phenomenon. I'll let the others know. À cha, nó thấy mình rồi. Nút B hả? Mình hết đạn rồi sao ấy? Thằng này còn nè. Ôi phí. Ồ, nếu mà canh trưởng ngay đầu thì lẹ lắm anh em ạ. À dạ dạ dạ. Thằng cu này. Ấy. Ma thằng mất nết đâu vậy? À, nó chơi nó bắn sập cầu của mình anh em ha. Mất dạy thật đấy. Đổ tiên sư nhà bạn, đầu năm đầu tháng chơi mất nết. Thế là mình phải chơi là cái chỗ này phải cay chứ nhỉ.
Cái này mình có súng bắn tỉa nó ngon ha. Đấy, bắn canh chuẩn ngay đầu lẹ lắm. Mấy cái chỗ này mà nhảy quen rồi thì dễ lắm anh em ạ. Không biết mình nhảy qua đây đi. Slow motion. Ấy, trời ơi, hên là mình. Giờ sao qua đây? À, đu dây qua. Đó, thêm một thằng boss nữa này. Nút 8 nhớ nha, nút 8 là đỡ nha, đỡ đòn nha. Ở đây bạn ơi. Satellite data confirms the black hole is generating electromagnetic pulses. It may have teleported by strong pulse wave. Tới công chuyện với mình luôn. Tới công chuyện với mình luôn. Tuổi gì? Ôi game này phới nhờ. Ơi lũ đạn. Mất nó đâu vậy? Chơi gì mà chui vô bụi cây. À thằng boss đây à, boss đây à. Ra đây. Thằng boss ra mày. Đánh nhau mà chui vô cây mày. Đúng rồi, là đây. Chạy hộ bố mày cái. Được chưa? Banh xác. Nát đầu luôn. Message for Bravo. Let me know if you spot a girl with a ponytail. Này thì Soder này. Ủa nó đang nói chuyện mà, tự nhiên giết nó bị lộ sao? Cái định mệnh nó thấy rồi kìa. Shotgun này đam xa yếu vậy. Đây có thêm cái viên ngọc nữa này, ngon. Từ từ nha, để mình nâng cấp lên cái. Đây là cái gì đây? Rồi. Còn hai cái để mình chia bớt qua bên đây đi chứ. Ở bên đây chưa mở khóa được anh em ạ. Vậy thì mình nâng cấp bên đây vậy. Mình sẽ nâng cấp từ từ. Ơ như còn nữa nè. Mình còn một viên ngọc nữa hay sao nè. À số 0 rồi, số 0 rồi. Phê quá. Dạ. Không tính tiền bạn ơi. Tới công chuyện với mình. Strong electromagnetic pulse wave is expected to hit in several minutes. Be ready for it. Roger. Lê. Ấy, chùm nữa kìa. Gì nữa vậy? Chùm hả? Chùm với chúng tôi hả? Mới nâng cấp bạn ơi. Hai viên không tính tiền. Nào nữa. Ra đây.
Trời ơi, chùm kìa. Chán chưa kìa. Ây á. Một bé. Ra đây bạn ơi. Ra đây bạn ơi. Quỷ này bắn lén mày. Đang quýnh thằng này đang vui. Lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Clear chưa? How's the situation? Everything okay? No problem. Chúng mình. Where's the next target? There's a road just outside the town. In the back. Head that way. Mình phun đạn luôn rồi, vãi. Chùm nào ở đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tóc biến kìa. Đuổi 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 rồi anh em ơi. Who are you? Beat me and I'll tell you. You sound confident. Chạy 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 chạy. Sao sao sao? Xong 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 xong. Ây à. Behind you. Từ từ, cứ từ từ bạn ơi. Há trâu vậy. Ê, lưu 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 lưu. Leo 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 leo. Ai. Thốn thế. Từ từ anh ơi. Cho em trốn cái. Từ từ cho em hồi máu cái. Không rồi nè, tiếp. Tiếp anh ơi. Tiếp anh ơi. Time's up, that's all. Meet me at Grand Comp Pavilion in 1 hour. Ôi chứ vô, trời ơi chơi mà chứ trốn. Shelia, there's a hurricane closing in. Cái này mệt á. Mấy em chết luôn em ạ. Mấy em chết mấy pha đấy, không đùa đâu. Ok thì cái video của mình tạm thời sẽ ngừng ở đây nha anh em nha. Hẹn em ở cái tập sau đi. Má boss gì đâu mà mới cái tập đầu tiên mà nó trâu như quỷ vậy. Ok bye bye anh em nha.